mời quý vị thưởng thức trích đoạn tuồng Ngũ Biến do các nghệ sĩ của nhà hát tuồng Việt Nam trình diễn. Vai Xuân Trầm do nghệ sĩ Đỗ Quyên, người con của thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, con của bác Duy Đông. Vâng, và cùng thể hiện có nghệ sĩ Quan Cường, nghệ sĩ Ngọc Quân, nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình, nghệ sĩ Ngọc Cường. Vâng, sau đây trích đoạn Ngũ Biến xin phép được bắt đầu. Dẹp ra cho ngựa tao đi.
Ơ kìa, tao bảo mày dẹp ra cơ mà. Ôi giời ơi, vừa sáng ngày ra gặp ngay thằng Cầm của tôi không chứ gì. Đây này, mày ngồi đây từ sáng tới giờ có thấy người con gái nào chạy sang bên kia không à? Mẹ. Ừ, đúng rồi. Phải rồi. Đâu? Mẹ. Đâu? Ui trời ơi, nói chuyện với cái thằng này chả hiểu cái gì cả. Ui. Oh,
cho mình. Thank you.
cả kín đổ điếc. Lão già đi đâu đấy? Các chú ơi, hôm nay trời đẹp, lão lên rồi, lớn tuổi. Về chỗ đổi gạo châu đây. Không được, không được. Đoạn đường này hôm nay là quan cấm, nội bất xuất ngoại bất nhập, mời lão đi đường khác đi không? Này, ra ta bảo. Cái gì đấy? Mày bị ấm đầu. Không, mày bị ấm đầu sao rồi? Chả làm sao cả. Thế thì lệnh trên truyền bắt là bắt con Xuân Trầm. Mày giữ cái lão già làm cái gì? Thôi, để cho lão đi. Thôi đi đi. Thôi đi đi. Cho lão đi. Thôi đi đi. Mà tao cười là cười mày sắp chết. Tao làm sao chết? Này, tao bỏ mày giữ lão già ấy ở lại. Đấy, vậy mày nhất định cho lão ấy đi. Thôi được rồi, bây giờ ấy, mày cũng đứng ở đây. Để tao về tao bẩm quan trên kiếm ít tiền lĩnh thưởng. Này, đứng lại. Tao nói cho mày biết nhá, lúc nãy mày thả con điên, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tao thả lão tiểu phu thì cả hai đứa đều là Xuân Trầm giả dạng, đúng không? Thế bây giờ mày về mày bẩm với quan thì tao có tội. Mày cũng có tội. Đi. Đi về mà bẩm. Này, anh đừng có một khôn vặt nhé. Khi nãy tôi thả con điên, tôi mất cái gì cho anh nữa? Chả mất gì cả. Không, chả mất cái gì cả. Không được đấy. Tao về báo quan thế này. Đây. Thì tiền của anh tôi lại trả lại anh. Anh quyệt. Nè. Mày nói thiếu. Con Xuân Trầm nó cải dạng tiểu phu. Thảo nào, tao trông râu tóc thì bạc phơ, mà lông mày lại đen như anh. Này, ta bảo nhá, bây giờ nó khó tìm được chỗ tránh, có cánh cũng không thoát khỏi nơi đây. Đúng rồi. Nam Bắc của mình bắt mày là mày thế nhá. Trong lúc tập thể nam nữ diễn viên và nhạc công đang phục vụ hai giới các cụ và toàn thể nhân dân, chúng tôi đã nhận được bó hoa tươi thắm từ bà Thông, con gái của bà, có bó hoa 200.000 đồng. Thay mặt tập thể nam nữ diễn viên và nhạc công trong đoàn, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và gửi tới gia đình bà Thông một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và làm ăn độc tài bằng 2 năm ngoái. Xin trân trọng cảm ơn. Ôi, sao kia?
ra đằng kia. Là 60.000 đồng tặng Diên, riêng diễn viên Quyên đang thể hiện vai Ngũ Biến trên sân khấu. Mày bảo ai lừa mày đấy? Đâu? Đây rồi. Đi, bỏ ra. Đi, bỏ ra. Đau lắm, không đi được. Ái rồi ôi, tèo được không đi được thì... một tí tèo 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 thôi. Tao bảo không đi được tèo. Một tí tèo tèo tèo. Nó tao bảo không đi được, không đi nữa. Ái rồi ôi. Đây, mày mà không đi, tao đi mình ấy. Xác mày. Tao đi rồi đấy. Ôi rồi ôi, đau quá là đau. Tao đi. Mày đi xa thì mặc kệ nhà mày. Ôi giời ơi. Quang đều, quang đều, quang đều, quang quang. Mày cười cái gì đấy? Này, tay vào chân nào mà chạy nhanh như vậy. Vừa mới khỏi xong. Thôi tôi biết cái khỏi qua nhỏ, đi nhanh lên. Đi, đi. Đâu bò gì? Đâu bò gì? Đất à?
cứ nào bảo ông mà bỏ. Tao bảo này thì bỏ. Đúng rồi, bỏ thật. Bỏ không bỏ cứ húc phải người ta đem cáo ở huyện nha sai ra làm thịt. Ông ông già con nít ai cũng muốn ăn món thì xào lăn món thì đem nướng ngon hơn thịt tự éo éo rừng tam cắt tùng tùng men ngỏ e đi ông. Ai nói rẻ sẽ khỏe tới đây nào. Này, thế ông là thầy bói à? Thầy bói à? Ồ, thế thì chú có biết à. Thầy là thầy bói giỏi nhất cái làng Phú Vân này mà. Úi dồi ôi, giỏi nhất làng Phú Vân á. Bói giỏi nhất làng Phú Vân cái thị trấn Trờ mà. Chưa nghe thấy bói. Chưa nghe thấy bao giờ. Chưa nghe thấy. Chưa nghe thấy ạ? Chưa. À, thầy xem cho em một quẻ. Chú muốn xem quẻ? Vâng. Đặt tay lên đây. Đặt tay lên để... Thì để thầy xem quẻ. À, đây, xem quẻ. Này, mặt mũi để đâu, tay đây cơ mà. Thì chết, à, thầy nhầm. À, thì chết, thầy mù. Đây. Trúng rồi. Trúng rồi chú ơi. Số em sao thầy ơi. Thánh dạy rằng, số chú ấy không giàu thì nghèo. Trong 3 ngày Tết có thịt treo trong nhà. Đúng rồi. Mà không thịt lợn thì thịt gà. Lươn bùng chạch rát hoặc là mấy con. Thầy ơi, thầy bói đúng quá, mặt nó chúng bé xanh đấy rồi đấy thầy ạ. Diễn viên Đỗ Thị Tuyên, con gái của lão nghệ sĩ Duy Đông. Thầy bói thì giỏi rồi đấy. Thế nhưng mà đoạn đường này hôm nay là quan cấm. Quan cấm. Rồi bất xuất và ngoại bất nhập. Tiền thầy quay lại. Đi đường rồi. Cái gì là thầy? Gì đấy? Còn mũi được chú ơi. Trời ơi, mắt mũi mù loà, biết sao mũi được. Biết làm sao được. Thế cái vòi nó to như vòi con trâu trấu thế này. Thôi đi nhanh lên. Thôi đi đi này, nhanh lên. Thì để cho thầy ngồi đây. Thầy là hấp rượu, à trò là âm mục. À rồi thầy đi cũng chưa muộn hả? Thầy à, lôi rượu hát chú nha. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, trong lúc cháu Quyên đang thể hiện vai Ngũ Biến trên sân khấu thì tiếp tục nhận được những bó hoa tặng thưởng cháu Quyên. Cụ thể ông bà Lý Khách, ông bà Thường Tú và cháu Đình Tăng Đình Tuân. Thầy ơi, chẳng mấy khi thầy các gia đình anh chị có những bó hoa tươi thắm tặng cháu Quyên đang thể hiện trên sân khấu. Không mấy khi mà thầy trò mình gặp nhau ở đây. À, đúng rồi. Mà trời vẫn thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các gia đình có tên nói trên. Xin chúc các gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Đây rồi. Mặc thầy, cái gì thầy đã bảo không phải đỡ. Để mặc thầy. Rượu đây. Mặc chén đây. Nhanh. Có. Tao chén có. Không nhiều quá. Uống cho say rồi à, ở lại đây bảo canh bảo gác. Rượu ở đâu mà ngon thế thầy ơi? Rượu thầy đi bói ở làng bên. Người ta biết thầy uống rượu. Thầy chung đấy cho nhiều. Thầy ơi, có phải là rượu này là rượu bên Trung Bạc không thầy? Rượu ngon. Rượu ngon. Trong lúc cháu Quyên, một người cháu gái của địa phương đang thể hiện vai Ngũ Biến trên sân khấu, chúng tôi lại nhận được những bó hoa tươi thắm từ phía ông bà Lý Sách 100.000 đồng, ông bà Thường Tú 100.000 đồng, cháu được ông bà Đồng Đình Quân 50.000 đồng để thưởng riêng vai Ngũ Biến do cháu Quyên đang thể hiện trên sân khấu. Mong cháu cố gắng mang hết khả năng nhiệt tình phục vụ hai giới các cửa và toàn thể nhân dân. Quan ơi, chúng mày biết không, thằng Trăng Châu
Còn Điền, lão tiểu phu, thằng Phong Hủi, lão thầy bói đều là Xuân Trầm giả dạng. Đuổi bắt mà, đuổi Quý vị vừa thưởng thức trích đoạn Ngũ Biến do các nghệ sĩ nhà hát tuồng Việt Nam tham gia trình diễn.